Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Bản tin ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 2 tháng 11 tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã hội kiến với Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án luật gồm Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Giáo dục đại học và Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 1 tháng 11, lãnh đạo các chính đảng chủ chốt ở Nepal đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá nhằm khai thông bế tắc trong việc thực hiện tiến trình hòa bình vốn bị đình trệ nhiều năm qua ở quốc gia Nam Á này. Đến nay, thêm nhiều người dân ở phía Bắc và phía Tây thủ đô Bangkok, Thái Lan đã phải đi sơ tán khi nước sông Cha Prada chảy qua thành phố vẫn không ngừng dâng lên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Namibia nhân dịp Bộ trưởng sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Bộ trưởng Namibia Utoni Nuzoma trong chuyến thăm lần đầu tiên đến Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống cùng có lợi với các nước châu Phi, trong đó có Namibia. Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Namibia là hai nước có nhiều điểm tương đồng và dân hai nước đã dành cho nhau những sự ủng hộ tích cực trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây. Phát huy truyền thống đó, nhân dân hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống lại đói nghèo, lạc hậu. Chủ tịch nước tin tưởng Namibia sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2014-2016. Bộ trưởng Ngoại giao Namibia Utoni Nuzoma bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam và cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Chuyển đến Chủ tịch nước lời chúc tốt đẹp của Tổng thống đương nhiệm Namibia. Bộ trưởng cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ Namibia trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Bộ trưởng mong muốn Việt Nam và Namibia sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, thủy sản. Đồng thời khẳng định Namibia sẽ ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước đó, thì tại nhà khách chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Namibia, ông Utoni Nuzoma. Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào mừng ngài Utoni Nuzoma cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Việt Nam, coi đây là dịp để hai bên trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và hai bộ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Namibia Utoni Nuzoma bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Namibia coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, cam kết tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc và phong trào không liên kết, khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Hai bên đã thảo luận và thống nhất một số định hướng và bước đi sắp tới nhằm khai thác tiềm năng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, thủy sản và mở sang lĩnh vực khai khoáng. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản ngày 2 tháng 11 tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng nước Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã hội kiến với Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao những tình cảm thân thiết và sự quan tâm sâu sắc mà Nhật hoàng và hoàng gia Nhật Bản dành cho Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong thời gian gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Chính phủ và nhân dân hai nước đã hợp tác chặt chẽ trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, cùng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực. Thông báo về kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hai bên đã nhất trí cao về phương châm chỉ đạo và các biện pháp cụ thể để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng nhau thỏa thuận lấy năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản là năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và sẽ làm hết sức mình để phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đó vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước. Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito bày tỏ cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Nhật Bản hết sức hiệu quả thiết thực sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Nhật hoàng Akihito đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như những nội dung hợp tác cụ thể mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Honoda đã trao đổi thống nhất, cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới trong thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Nhật Hoàng Akihito mong muốn chính phủ Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hoạt động hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mà tiềm năng và lợi thế hợp tác giữa hai bên còn lớn, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước đó, vào sáng ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản Tagi Naki và một số tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản, cũng như chứng kiến lễ ký kết hiệp định cho vay vốn giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, gọi tắt là JICA, với Bộ Tài chính Việt Nam trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản Tanigaki, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất nặng nề do thảm họa động đất và sóng thần gây ra vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục thực hiện các cam kết ODA cho Việt Nam trong bối cảnh phải tập trung khắc phục hậu quả do thảm họa động đất và sóng thần tháng 3 năm nay. Đồng thời mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của ngài Tanigaki và các thành viên trong Đảng Dân chủ Tự do vào sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, ngài Tanigaki tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa chính phủ, quốc hội và nghị sĩ hai nước, cũng như quan hệ giao lưu giữa Đảng Dân chủ Tự do với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Nhật Bản, ngài Tanigaki đánh giá cao sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản Việt Nam, đặc biệt kể từ sau khuôn khổ quan hệ được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Ngài Tanigaki khẳng định sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã chứng kiến lễ ký hiệp định vay vốn giữa JICA và Bộ Tài chính Việt Nam trị giá 92,65 tỷ yên Nhật, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ, gồm chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu trị giá 130 triệu đô la Mỹ, dự án xây dựng cảng Lạch Huyện trị giá 272 triệu đô la Mỹ, dự án nhiệt điện Nghi Sơn trị giá 522 triệu đô la Mỹ, dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Bến Lức Long Thành trị giá 181 triệu đô la Mỹ, dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trị giá 93 triệu đô la Mỹ. Sau lễ ký kết các hiệp định vay vốn ODA của Nhật Bản giữa Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, vào sáng ngày 2 tháng 11, Văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam đã thông báo về kế hoạch phát triển và triển khai 6 dự án từ nguồn vốn vay trên. Các hiệp định vay vốn theo 3 định hướng: hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế dựa trên mô hình hợp tác công tư PPP áp dụng đối với dự án phát triển cảng biển nước sâu quốc tế Lạch Huyện; thúc đẩy tăng trưởng thông qua phát triển hạ tầng kinh tế bao gồm dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Bến Lức Long Thành, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; thúc đẩy hoạt động chính sách và nâng cao công nghệ nhằm ứng phó với thiên tai và thay đổi khí hậu thông qua dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Phần lớn các dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vì vậy sẽ có cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trong quá trình xây dựng. Đặc biệt dự án cảng Lạch Huyện, chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của lĩnh vực tư nhân theo mô hình hợp tác công tư PPP. Đây là một hình thức hợp tác mới trong việc triển khai các dự án ODA và chúng tôi hy vọng sẽ là một mô hình thành công. Theo văn phòng JICA, để đảm bảo công bằng và khả năng cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, chính phủ Việt Nam và JICA sẽ trao đổi ý kiến với nhau và xác định các dự án mà Việt Nam sẽ thực hiện, kiểm tra đánh giá hậu dự án thông qua một cơ quan thứ ba. Hiệp định vay vốn được ký kết lần này đã nâng tổng số vốn vay được chấp thuận và ký kết trong năm 2011 của Nhật Bản dành cho Việt Nam lên tới 191,8 tỷ yên, tương đương 2,4 tỷ đô la Mỹ cho 11 dự án. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13, vào sáng ngày 2 tháng 11, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án luật. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13.
Tờ trình và báo cáo thẩm tra 4 dự án luật gồm Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Giáo dục đại học và Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã lần lượt được trình bày trước Quốc hội. Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định về nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, nâng cao giá trị pháp lý của các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước và nội dung quản lý về bảo hiểm tiền gửi để hoạt động này đạt hiệu quả cao. Luật cũng được xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Về dự án Luật Tài nguyên nước sửa đổi, dựa trên những đánh giá từ thực tế triển khai Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa 10 thông qua năm 1998, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước lần này nhằm khắc phục những tồn tại vướng mắc và bổ sung những quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong tình hình mới. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật phổ biến giáo dục pháp luật là nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động này. Luật cũng góp phần bảo đảm công khai, minh bạch của các chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật của người dân. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung chưa thống nhất, gồm các quy định về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Cũng theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật Giáo dục Đại học nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học, đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục đại học và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học phù hợp. Cũng trong buổi sáng ngày 2 tháng 11, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Buổi chiều cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ. Theo tờ trình, dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 gồm có 138 dự án, trong đó có 128 dự án luật, một dự thảo nghị quyết của Quốc hội và 8 dự án pháp lệnh, một dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về dự kiến chương trình thì tôi rất là thống nhất với 4 cái quan điểm mà nêu lên trong cái tờ trình, chỉ đưa vào chương trình chính thức các cái dự án luật pháp lệnh là được thuyết minh rõ ràng về sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung cơ bản, và kiên quyết không đưa vào chương trình chính thức những dự án luật chưa đáp ứng được đủ các cái điều kiện cần thiết. Các ý kiến thảo luận cũng nêu lên các đề xuất bổ sung thêm một số dự án luật đáp ứng với nhu cầu của mọi đối tượng người dân trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh của nhiệm kỳ trước. Về các cái giải pháp thì tôi thấy như thế này, trong cái tờ trình của Chính phủ thì cũng nêu rất nhiều những cái tồn tại hạn chế trong cái quá trình, trong cái chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa 12, thì tôi thấy trước hết thì cũng phải là rà soát lại các cái tồn tại hạn chế đó để rồi khắc phục. Về lâu dài thì theo tôi là nên tăng cái số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên, thì chúng ta nên duy trì lại cái hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để như vậy là có thể là có điều kiện tiếp cận các cái dự án luật sớm. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về vấn đề tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc soạn thảo các dự án luật. Một số ý kiến cho rằng trong thành phần ban soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh cần có đại diện của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban có liên quan của Quốc hội để khắc phục tình trạng ngắt quãng nội dung giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra như hiện nay.